con quan rồi lại làm quan, câu nói từ bao đời nay đã chứng minh một thực tế còn gây nhiều nhức nhối về công tác bồi dưỡng đề bạc bổ nhiệm cán bộ, bao che người nhà, nâng đỡ không trong sáng để cả nhà làm quan hay là lợi ích nhóm. Để rồi khi những cán bộ không đủ trình độ mà nắm giữ vị trí cao sẽ gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc. Nhiều cán bộ trẻ ngồi chưa ấm chỗ đã bị mất ghế. Vì vậy vụ việc cha bổ nhiệm con giữ chức vụ bí thư thành phố mới đây khiến chúng ta một lần nữa phải trăn trở về công tác lựa chọn giới thiệu cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trẻ nhất cả nước thời điểm 2015. Ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cho thôi chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 vào cuối 2017 do nhiều sai phạm, không trung thực trong kê khai hồ sơ. Còn ông Lê Phước Hoài Bảo khi mới 30 tuổi đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam. Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất cả nước từ trước đến nay. Ông đã bị hủy các quyết định bổ nhiệm, xóa tư cách đảng viên do không trung thực trong kê khai hồ sơ. Lúc này dư luận mới biết Lê Phước Hoài Bảo là con ông bí thư tỉnh Quảng Nam, Lê Phước Thành. Nhưng điều đáng tiếc là không trung thực trong hồ sơ, khiến bị ngã ngựa. Nguyên ủy viên Trung ương Lê Doãn Hợp đánh giá, cán bộ trẻ sang ngã là do thiếu sự rèn luyện thực tế, thiếu đức hy sinh, lý tưởng cách mạng của thế hệ đi trước. Hầu hết những con người sai phạm đó là hầu là con những con, con được được cha nâng đỡ, được gia đình nâng đỡ, mới để không biết được cái giá đó để mình phấn đấu mà nhiều khi lại lấy cái đó làm cái 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 bản đạp làm những việc mà không không xứng đáng. Và chính vì thế cho nên những ai đưa những người đó lên mà không quản lý, không giúp đỡ, không góp ý thì chính mình mình có tội vì thế để. Nhiều ý kiến nhận xét trong công tác cán bộ không phân biệt con cán bộ cấp cao và người bình thường. Nhưng trên thực tế vẫn nhiều người thăng tiến nhanh cũng bởi bố làm quan. Nhiều khi vì bố cháu mà cũng có trường hợp thì do bố làm làm khổ con chú làm khổ cháu nhưng cũng có những trường hợp các chú các bác vì nể bố cháu vì sợ bố cháu mà lại làm hỏng cháu cuối năm 2017 Bộ Nội vụ đã phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan. Thế nên dễ hiểu, cho đến nay, cụm từ cả nhà làm quan, lợi là ích nhóm không còn là tin đồn trong dư luận. cán bộ đi trước phải làm mẫu làm gương. khi cán bộ đi trước kể cả cha mình làm mẫu làm gương thì cán bộ đi sau có những cái thực tiễn, có những cái môi trường để phấn đấu. và khi cán bộ trẻ đã vương đương phấn đấu tốt, thì mình cũng sẵn sàng nhường chỗ cho cán bộ trẻ làm để mình làm cố vấn, làm tham mưu. thì như thế là kết hợp được cái gì? cái sức công phá của cán bộ trẻ, cái sáng tạo và cái quý thời gian của cán bộ trẻ với cái kinh nghiệm già dặn, chín chắn và thực tiễn của cán bộ già thì chúng ta sẽ tạo một ekip cán bộ rất tốt với đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phải thật sự khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, thận trọng và chắc chắn. Trung ương cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm nêu gương trong khâu lựa chọn, giới thiệu cán bộ và nếu thực hiện nghiêm các bước thì dù cán bộ trẻ là con cán bộ cấp cao thì chắc chắn sẽ được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ.